Hôm nay em xin trình bày về Kegel và squatting. Kegel và squatting là một trong những bài tập rất hữu ích để tăng sức mạnh cơ sàn chậu và hỗ trợ cơ quan sinh dục cho cả nam và nữ. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cách xác định cơ sàn chậu. Cơ sàn chậu là nhóm cơ nằm trong vùng xương chậu, có hình dạng giống như chiếc võng từ xương mu đến điểm cuối của xương cụt, nâng đỡ bàng quang và ruột, quá trình xuất tinh và đặc biệt là kiểm soát nước tiểu. Vì vậy, một trong những cách xác định đơn giản nhóm cơ này là dừng tiểu đột ngột. Lợi ích của việc tập Kegel sẽ giúp cho vùng cơ đáy chậu khỏe mạnh, từ đó nâng đỡ tốt đại tràng, bàng quang, giúp cải thiện tình trạng tiêu tiểu không tự chủ. Ngoài ra, có tác dụng cải thiện sức khỏe tình dục. Đối với nữ, nâng đỡ các tạng, đặc biệt là ở những phụ nữ bị sa tử cung hay sa bàng quang, thu nhỏ âm đạo, dễ sinh thường hơn, săn chắc các cơ nên rất tốt cho các bà bầu sau sinh. Đối với nam, tăng cường chức năng sinh lý, rối loạn cương dương, tăng kích thước dương vật, trì hoãn xuất tinh sớm, ngăn ngừa loss do tiền liệt tuyến. Squatting cũng lợi ích giống như là Kegel và tập được nhiều nhóm cơ khác như là cơ đùi và cơ mông, từ đó tăng cường sức mạnh cơ toàn diện, tăng sức bền và sức dẻo, đặc biệt là tăng testosterone cho nam giới. Cách tập bài tập này là lưu ý trước khi tập, chúng ta phải giữ bàng quang trống, điều hòa hơi thở và ép cơ chậu, cơ sàn chậu tối đa, duy trì tập luyện mỗi ngày. Có nhiều bài tập các bạn có thể tham khảo trên mạng, sau đây mình sẽ hướng dẫn một số bài tập đơn giản. Đối với Kegel, chúng ta có thể tập ở bất cứ lúc nào và bất cứ tư thế nào, chỉ quan trọng là thắt chặt cơ sàn chậu, giữ trong 10 giây, thả ra và tiếp tục lặp lại, thực hiện động tác này 3 lần một ngày và mỗi lần 10 cái. Squat. Đối với người trẻ, đứng trên 10 đầu ngón chân và nhảy tới hoặc nhảy lùi 20 lần, ngày 2 lần. Đối với những người lớn tuổi thì dựng hai tay lên hai ghế, đứng lên ngồi xuống 20 lần, ngày 2 lần. Đây là tư thế Malasana trong yoga kết hợp giữa Kegel và squat. Bài tập này đặc biệt tốt cho phụ nữ mang thai. Hy vọng mọi người có thể áp dụng. Phần trình bày của mình là đến đây là hết.